Và kính thưa quý vị, theo tin từ Texas, Nathaniel Simonet, 25 tuổi, sinh viên tốt nghiệp khoa lịch sử Đại học Rice 3 năm về trước đã bị cảnh sát Houston bắt giam vì tội tấn công tình dục hai thiếu nữ trong ký túc xá Đại học Lovett, Texas. Một nữ sinh viên đang ngủ trong phòng bỗng choàng tỉnh vì thấy một người đàn ông hôn lên người cô. Cô hét lên, những người khác đã đuổi theo nhưng anh ta biến mất. Một giờ sau, anh ta lại đột nhập vào phòng của một nữ sinh viên khác, cũng giở trò thói trăng hoa tương tự. Khi nạn nhân kêu cứu, anh ta cũng đã biến mất. Nhưng cảnh sát trong Đại học Rice đã biết anh ta là Simonet, dùng thẻ sinh viên cũ vào trường, giở trò ong bướm. Khi bị thẩm vấn, anh ta thừa nhận đã có hành động đáng chê trách, nhưng không biết tại sao. Sau đêm kinh hoàng ấy, tất cả sinh viên đều được cảnh sát cảnh báo nên khóa cửa phòng cẩn thận.